Thưa quý vị, một trong những ca ghép gan từ người cho sống hiếm hoi vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược của Thành phố Hồ Chí Minh, và đáng chú ý là người hiến chính là vợ của bệnh nhân đã tình nguyện hiến nửa lá gan để cứu chồng đang bị xơ gan, viêm gan B và ung thư. Lý do lớn nhất mà người phụ nữ quyết định hiến một phần lá gan cứu sống chồng mình là do chị còn hai đứa con nhỏ và chúng rất cần anh chỉ bảo dạy dỗ khi lớn lên và tự lập trong cuộc sống. Người được ghép là nam bệnh nhân sinh năm 1968, mắc nhiều bệnh lý như viêm gan B, xơ gan, ung thư gan, chưa di căn. Bệnh nhân đã được điều trị nhiều năm nhưng tình trạng xơ gan ngày càng nghiêm trọng. Nếu không thay gan thì bệnh nhân chỉ có thể sống từ 6 tháng đến 1 năm. Điều may mắn là nhóm máu và các xét nghiệm từ người vợ ít hơn anh gần 20 tuổi lại hoàn toàn phù hợp với bệnh nhân. Người vợ cũng thuận lòng hiến một phần gan của mình cho chồng. 50 bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Đại học Y Dược và chuyên gia Hàn Quốc đã tiến hành song song ca phẫu thuật cắt gan người vợ và ghép cho người chồng. Ca ghép kéo dài trong 8 tiếng. Sau 1 tháng, sức khỏe của cả hai vợ chồng đều đã ổn định. Và vợ của bệnh nhân này chia sẻ rằng thời gian đầu khi mà chưa tìm được gan để ghép cho chồng thì gia đình cảm thấy rất là lo lắng vì anh chị có hai con nhỏ, nếu như không may mất cha thì tình cảnh sẽ rất là bi đát. Chính vì vậy mà khi những kết quả xét nghiệm cho thấy chị có thể ghép gan phù hợp với người chồng của mình thì đây không chỉ là cứu sống tính mạng của một người mà còn là mang lại sự vẹn tròn hạnh phúc cho cả một gia đình. Vâng, và theo các bác sĩ thì ghép gan từ người cho sống sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người hiến, vì gan là một bộ phận duy nhất của cơ thể có khả năng tái tạo, bù đắp lại sau khi cắt ghép. Các bác sĩ cũng tính toán để diện tích gan còn lại của người vợ có thể đáp ứng đầy đủ chức năng gan, chất lượng cuộc sống cho người hiến.